Xin chào các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta đề thi tuyển sinh vào 10 của trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đề này như các bạn đã thấy là đây là đề tiếng Anh không chuyên. Nếu mà các bạn muốn thi đỗ vào trường phổ thông năng khiếu á, là các bạn sẽ cần phải làm các đầy điều kiện là môn toán văn Anh, rồi sau đấy là các bạn sẽ làm một cái đề tiếng Anh chuyên nữa. Thì cô sẽ chữa cả hai đề tiếng Anh không chuyên và tiếng Anh chuyên cho các bạn nhé. Thì ngày hôm nay là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đề tiếng Anh không chuyên này. Đề này là thi 2021 đây, đề này là gồm có 7 trang nhá. Tất nhiên là đề tiếng Anh điều kiện thì nó sẽ khó hơn một chút xíu so với đề vào trường công lập. Đấy. Nhưng mà so với đề tiếng Anh chuyên ấy thì đề không chuyên thì dễ hơn rất là nhiều. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đi xem nhá. Một cái đề tiếng Anh điều kiện của phổ thông năng khiếu thì sẽ ra sao, như thế nào. Đấy. Nhìn chung là đề vào trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thì đề phải nói là rất là hay. Đấy. So với một cách công bằng mà nói thì so với đề điều kiện ở nhiều nơi thì đề điều kiện ở phổ thông năng khiếu này cũng được đầu tư rất là nhiều nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ xem cho cô này về phần part 1, phần pronunciation, phát âm này. Đây. Các bạn sẽ có ở đây số 1 là gạch chân bấm F. Thì số 1 này chúng ta sẽ chọn luôn đáp án là đáp án D nhá. Đối với chữ F mà đi với U á, mà vẫn được đọc là âm sure, thì chúng ta sẽ nhấn các bạn sẽ nhấn vào âm số 2 và các bạn sẽ được đọc là sure, âm sure nặng. Rồi, các bạn sẽ được đọc là âm sure nặng nhá. Từ này của chúng ta có nghĩa là bảo hiểm. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ có 3 đoạn khác thì các bạn sẽ được đọc là âm sẽ nhẹ thôi. Insect, insert và insist. Nếu mà từ nào mà chúng ta không biết nghĩa ấy, thì chúng ta có thể tra từ điển. Còn ở đây những cái từ này khi mà phần phát âm thì các bạn không nhất thiết là các bạn cần phải biết nghĩa. Nhưng mà nếu các bạn muốn biết nghĩa thì cô nói qua một chút nhé. Các bạn có insect, ở đây là côn trùng này. Insert là chèn và insist có nghĩa là này nỉ làm gì. Tiếp theo số 2. Số 2 câu này thì là một câu hay có ở trong các cái đề thi nhá. Hay có cực kỳ luôn ấy. Bởi vì các bạn có khuôn mặt thì các em sẽ được đọc là face. Nhưng mà khi mà thêm tiền tố so vào ấy, thì các em sẽ là surface, có nghĩa là bề mặt. Thì các em sẽ được đọc là âm er nhá. Thế còn ba đoạn khác thì các em sẽ được đọc cho cô là âm a. Racial. Racial có nghĩa là thuộc về chủng tộc. Restate có nghĩa là khẳng định lại. Và engage của chúng ta là hứa hẹn, hẹn ước đính hôn. Ok, 3 của chúng ta thì các bạn sẽ chọn ngay đáp án C nhá. Ở đây là invention âm n. Còn ba đoạn khác các bạn sẽ là ng, function, single và finger. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 4, phần primary stress nhấn trọng âm. Bài nào dễ cô sẽ hướng dẫn nhanh luôn nhá. Các bạn sẽ có số 4 ở đây là từ có hai âm tiết thì các em sẽ có hậu phổ trọng âm không nhận vào hậu tố nhấn vào 1 này. Global nhấn vào 1, distract các bạn nhấn vào 2 vì đây là động từ và đáp án đi là monkey các bạn nhấn stress on the first syllable. Chúng ta sẽ chọn đáp án C. Tiếp theo chuyển sang số 5. Số 5 thì các bạn sẽ có professor nhấn stress the second syllable. Tiếp theo các bạn sẽ có waterfall, đây là từ ghép thì các bạn sẽ có cái từ gốc là từ water. Các em sẽ nhấn stress vào âm 1 nhá. First. Assistant, chúng ta nhấn stress âm số 2 vì âm đầu tiên là âm ngắn không nhận trọng âm và đáp án đi của chúng ta là confusion, các bạn nhấn stress on the second syllable. Từ đó chúng ta sẽ ra được đáp án đó chính là đáp án B. Tiếp theo này. Ở đề của phổ thông năng khiếu các bạn sẽ có 100 câu nhá. Đấy, mỗi câu tương ứng với 1 điểm. Tính ra là 100 điểm và tính quy đổi hệ thang điểm 10 thì mỗi câu tương ứng với 0,1 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần reading này. 30 điểm. Nào, bài reading này của chúng ta thì bài này là một bài khá là hay. Bài liên quan tới như kiểu câu chuyện cổ tích vậy ạ. Các bạn sẽ có ở đây là elves. Các bạn làm đề này các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị. Đây là những con yêu tinh nhá. Ok, cô sẽ cho chúng ta đi vào phần câu hỏi luôn. Đấy.
Bởi vì hình dung qua là gì, những bạn nào mà các bạn có khả năng làm được đề tiếng Anh điều kiện và đề tiếng Anh chuyên là các em mặc định đã có kiến thức nền tảng nhá, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn khác hơn so với các bạn khác. Chúng ta sẽ có số 1 ở đây là cái nào sau đây là đúng khi nói về các con yêu tinh? Đáp án A của chúng ta là cách đây rất nhiều thế kỷ thì mọi người đã tin vào là có chúng. Đáp án B là they are identical to fairies, là giống hệt như là những nàng tiên. Đáp án C là they sprung from leprechauns, là chúng giống hệt như là những cái con quỷ á. Thế còn đáp án D của chúng ta là they make us hair to get tangled. Rồi, thế thì bây giờ khiến cho tóc trở nên rối á. Cái nào sau đây là đúng? Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô. Thông thường bài này là các bạn sẽ đi theo thứ tự từ trên xuống dưới nhá. Thì các em rất dễ để các bạn không cần phải đọc bài từ trên xuống dưới, bởi vì các bạn đã có kỹ năng làm bài rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn cho cô này. Ở đây là in centuries past, belief in the existence of fairies and elves was common among both adults and children. Là theo niềm tin cổ xưa đấy, là có tồn tại về những nàng tiên, những vị tiên đi, những vị tiên và những yêu tinh rất phổ biến đối với những người lớn và trẻ nhỏ. Thì câu này đây chính là câu số 1 của các bạn đấy, tức là ngày trước ấy là mọi người tin vào là có yêu tinh đấy, theo niềm tin cổ xưa đấy. Các bạn thấy ở đây là in centuries past, the existence of fairies and elves was common, tức là đã từng rất phổ biến ngày trước nhá. Đấy. Ok. Thì các bạn sẽ ra được ngay đáp án là đáp án đây. Tiếp theo chuyển sang số 2 này. Câu này là về phần closest, đồng nghĩa elves have been confined to place. Ở trong đoạn 1 này có nghĩa là gì? Thì nếu mà các bạn có thể dịch qua nghĩa đen thì ở đây là những con yêu tinh á, đấy thì chỉ giới hạn ở trong các vở kịch thôi. Place có nghĩa là vở kịch nha các em. Các em muốn tìm hiểu sơ qua luôn thì các bạn có thể nhìn cho cô ở trong này là gì. Đây, những con yêu tinh này là một cái chủ điểm phổ biến ở trong khoa học viễn tưởng, ở trong viễn tưởng á, những câu chuyện viễn tưởng cách đây rất nhiều thế kỷ, có đa dạng từ trong vở kịch của Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, cho đến các cái cuốn tiểu thuyết fantasy cổ điển của Tolkien cách đây 300 năm. Nhưng mà chỉ gần đây thì cho đến gần đây á, đấy thì những cái con yêu tinh này nó mới giới hạn ở trong đâu thôi, ở trong những cái vở kịch này. Đấy, ở trong các sách vở thôi và trong các cái câu chuyện thần tiên. Thế thì các em thấy là nó có giới hạn ở đâu? Ở trong văn học, trong văn chương thôi, trong các vở kịch thôi. Từ đấy chúng ta sẽ chọn đáp án, đó chính là đáp án A nhá. Đấy, chỉ xuất hiện in literature. Rồi, ok. Thế còn cái đáp án C này là đáp án lừa đảo nhá. Rất nhiều các bạn học sinh nhìn thấy từ place và các bạn không hiểu được cái bản chất của câu, và các bạn cứ nghĩ là cái từ không thể đi ra ngoài bất kỳ khi nào họ muốn, nếu họ bị giới hạn đi chơi thì chết giờ ấy nhá. Đấy, các em khi mà các bạn làm bài là các bạn phải có kỹ năng làm bài. Ok, 3. What was one characteristics of Shakespeare's elves? Một cái đặc điểm của yêu tinh của trong cái vở kịch của Shakespeare thì sẽ như thế nào? Đáp án A là they were mostly male. Đấy, đáp án B là they were unattractive. Đáp án C, the females were good looking and D, they were better looking. Nào, thế thì bây giờ các bạn sẽ tìm về keyword cho cô ở trong bài này. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây là Shakespeare elves were tiny winged creatures that lived in and playfully flitted around flowers. English male elves, những cái con mà yêu tinh đực á, đó thì nó hơi già một chút. Dẫu vậy, những yêu tinh nữ thì nhìn chung là khá là trẻ đấy, và xinh đẹp. Invariably các bạn hiểu là always nhá. Rồi, thế thì ở đây là ở trong vở kịch của Shakespeare đúng không? Three ở đây này. Đó. Thì từ đó là các em sẽ thấy là gì? Mostly male là sai, bởi vì có cả nam và nữ nữa. Thế còn những con nữ ấy thì trông rất là đẹp. Ok, see.
là các em sẽ ra được ngay đáp án là đáp án C luôn. Còn chúng nhìn trông không được đẹp cho lắm ấy, thì không phải, bởi vì những cái con yêu tinh nữ thì rất là đẹp. Còn chúng better looking thì lại càng sai luôn. B sai thì D cũng sai nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 4 này. What is the origin of elves? Nguồn gốc của những con yêu tinh này là có nguồn gốc như thế nào? Thì các bạn có thể tìm về cho cô keyword ở đây, đó chính là origin. Nguồn gốc ở đâu? Đây thì các em sẽ thấy ở đây là gì? Elves. Those elves specifically seem to have sprung from early Norse mythology. Đấy, có nguồn gốc từ những cái câu chuyện huyền thoại Norse. Đó, thì các em sẽ ra luôn được đáp án luôn. Đây, chúng ta sẽ ra được đáp án đi luôn nhá. They belong to early Norse mythology. Tiếp theo số 5 này. What does the author claim about Tolkien's elves? Là tác giả đề cập như thế nào về Tolkien's elves? Đáp án A là they like to create trouble. Đáp án B là they were immortal. C, Bellatrix. And D, they weren't the size of normal people. Thế các bạn thấy ở đây trong thông tin này, các bạn em sẽ tìm về thông tin đây. Đây, some elves, such as those depicted in Tolkien's Lord of the Rings trilogy. Đây, khi mà miêu tả về những con yêu tinh này thì nó như thế nào? Slender, human-sized and beautiful with fine, almost angelic features. Thì các em sẽ thấy là gì? Những cái con yêu tinh này á, thì human-sized, có kích cỡ giống như con người, thì các bạn sẽ ra được luôn, đó là they were the size of normal people. Ok, 6. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây trong câu này là có từ immersed, có nghĩa là nổi lên dần dần. Thì các bạn sẽ ra được ngay đáp án, đó chính là đáp án A, appeared. Cái câu số 6 này thì câu này là một câu cho điểm nhá. Các bạn học thì hiển nhiên là các bạn sẽ phải biết được những cái từ vựng nghĩa của nó là gì. Tiếp theo số 7 này. Từ elves ở đây được hiểu liên kết với như thế nào? Đáp án A là truth and beauty, vẻ đẹp. Đáp án C là nature and magic, là thiên nhiên và phép thuật. C, deformity and birthmarks, là sự dị tật và có vết chàm, vết bớt khi mà sinh ra. Tangled hair là tóc rối. Thì chúng ta sẽ có ở đây, các em sẽ thấy thông tin ở đây luôn. Đây, in either form, elves are strongly associated with magic and nature. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được luôn câu này luôn, magic and nature. Rồi, tiếp theo chỉ là số 8 này, closest in meaning to abductors. Đấy, chúng ta sẽ ra được luôn đáp án A nhá, kidnappers luôn, kẻ bắt cóc. Còn nếu mà các bạn mà vẫn không biết nghĩa ấy, thì các bạn có thể nhìn về cho cô ở đây là gì? As with fairies, elves were said to secretly steal healthy human babies and replace them with their own kind. Là những cái con yêu tinh á, đó thì nó sẽ ăn trộm những cái bạn nhỏ của con người sinh ra á. Đấy. Và sau đấy là gì đấy? Hướng dẫn cha mẹ cần phải biết cách để get their real child, nhận được con của họ thực sự ấy, lấy lại từ kẻ bắt cóc là những con yêu tinh. Rồi. Thì sẽ ra được ngay là kẻ bắt cóc nhá. Tiếp theo số 9 này. What does the article claim about Sanders Elves? Khi mà đề cập đến những con yêu tinh mà của Santa Claus đấy, ở trong Christmas Day, thì các bạn có ở đây là như thế nào? They are leprechauns, là những con quỷ. Đáp án B là they are elves. C là they work hard. And D là they are very commercial. Thì các em sẽ thấy keyword ở đây đó chính là Santa Claus toys making elves. Đấy. Thì những yêu tinh mà ở trong the Christmas theo hình dáng như là Santa Claus, thì các bạn thấy ở đây là gì? Đây là it is perhaps not surprising that many common and commercial images of elves depict them as industrious workers. Là chúng sẽ được miêu tả là những cái người lao động chăm chỉ. Đấy. Ví dụ như là
cái đồ chơi Santa Claus tạo ra các yêu tinh. Thì cái này đó chính là illustrations cho Santa Claus toy. Thì các em sẽ là industrious workers. Từ đó thì các bạn sẽ có từ industrious là từ viết lại của từ hard. Thì các bạn sẽ chọn đáp án C nhé. Đấy, có nghĩa là theo tác phong công nghiệp, có nghĩa là rất chăm chỉ. Tiếp theo số 10 này. A baby born with a birthmark or deformity was said to be elf-marked. Thì ở trong câu này, nó có thể là cái câu mà đi đứng phía sau câu nào là tốt nhất. A, B, C, D. Các em sẽ có ở đây là một đứa trẻ mà sinh ra với vết chàm hoặc là dị tật thì được cho rằng là dấu của yêu tinh. Thì các em sẽ tìm về cho cô này. Trong bài này được viết như sau này. Đây là D này, đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ thấy đây là C này. Còn đây là B này. Còn đây là A. Rồi, thì câu này cô sẽ cho các bạn luôn. Đáp án đó chính là đáp án C. Bởi vì tại sao lại như vậy? Thì các bạn sẽ thấy đáp án C này là nó sẽ liên kết ngay trực tiếp. Ví dụ như thế nào? For example, when the hair on a person or horses became tangled and knotted, such elf locks were blamed on elves. Thì cái câu này ở đây là gì? Nếu mà xếp lại câu trước lại nhá, là những con yêu tinh này thì sau cùng á thì cực kỳ nổi danh bởi vì cái sự tinh nghịch và sự danh mãnh, và những cái hành động lạ kỳ hàng ngày á đấy thì đều thuộc về chúng. Tức là những cái thói hư tật xấu là thuộc về hết những con yêu tinh. Ví dụ là gì? Khi mà tóc của một cái con người á đấy, hoặc là cái đuôi của con bò mà nó bị rối thì cái tóc rối này là được đổ lỗi đó chính là do các con yêu tinh. Và một đứa trẻ mà khi sinh ra mà bị dị dạng đấy, đấy hoặc có vết chàm thì cũng được cho là đấy là dấu hiệu của có yêu tinh nó ám ấy, đấy kiểu thế. Thì chúng ta sẽ có số 10, các bạn sẽ ra để đáp án C luôn nhá. Ok, rồi bây giờ cô sẽ cho chúng ta chuyển sang passage 2, đoạn số 2 này. Đoạn số 2 này các em sẽ làm trong câu bài này gọi là bài match heading. Match heading. Và match heading này ở đây của chúng ta nối tiêu đề với từng passage 1, từng đoạn 1. Thì các bạn đã có ở đây là đoạn số 0 này. Đoạn 0 này là đã nối với đi rồi nên là đi này các em không cần quan tâm nữa. Các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến các cái câu khác thôi. Các bạn có thể nhìn lướt qua cho cô 4 cái đoạn này một chút. Các bạn sẽ chỉ cần nhìn 1, 2, 3, 4 này thôi. Được chưa? Rồi, cái kỹ năng của các bạn đối với bài Math Heading này như thế nào? Thì cô sẽ hướng dẫn luôn nhé. Các bạn sẽ có số 1 này. In adults, the main trends is a decline in circulatory disease, especially heart disease. Ở đây là ở trong người lớn này. Đấy, khi mà lớn tuổi á, đó thì một cái sự thay đổi lớn là cái việc giảm giảm về các căn bệnh tuần hoàn, đặc biệt là vấn đề tim mạch. Cái bài này là đang nói về tuổi thọ nhá. Thì đối với những người lớn tuổi bây giờ là họ giảm bị bệnh tim mạch. Và bệnh tim mạch là một cái nguyên nhân chính của tử vong ở trên thế giới. Tiếp theo này, nếu mà các bạn muốn tìm thêm thì các bạn sẽ có là the mortality rate, là tỷ lệ tử vong từ cái loại căn bệnh này thì nó đã giảm đáng kể qua 15 năm qua ở trên rất nhiều quốc gia. Thì khi mà các bạn nhìn lướt qua như vậy á, thì các bạn sẽ thấy được luôn cho cô là ở đây là thông tin của liên quan đến đoạn F này rồi. Của cái F này ở đây là few deaths due to disease, là hầu như rất là ít cái việc qua đời tử vong do cái căn bệnh này. Đấy, bởi vì bây giờ các em sẽ thấy là càng ngày càng ít đi. Đấy. The mortality rate là tỷ lệ tử vong nhá, từ căn bệnh này giảm đi một cách đáng kể. Đấy. Tức là gần như là bây giờ không còn nữa. Đấy, thì các bạn sẽ là F. Ok, trừ số 2 này. Of course, the increase in life expectancy during the last 100 years is not due to any one factor. Dĩ nhiên là cái việc gia tăng tuổi thọ
trong suốt 100 năm qua đấy thì không chỉ vì bất kể nguyên cái nhân tố nào cả. On the whole, nhìn chung cái việc cải thiện về medical care, chăm sóc y tế cũng như là cái việc ngăn ngừa về bệnh tật á, đấy thì đóng một vai trò quan trọng trong cái việc gia tăng life expectancy, tuổi thọ. Thì ở đây số 2 ở đây chúng ta sẽ ra được đáp án là gì? Số 2 này. F này là chúng ta đã làm được rồi nhá. Thì bây giờ các em sẽ thấy đáp án đây ở đây là not a new idea, không phải là một cái ý tưởng mới. Đáp án B là specific things we can do to live longer, những cái điều mà cụ thể mà chúng ta có thể làm để mà sống lâu hơn. Đáp án C là ngày càng nhiều người bị dần dần bị ốm. Còn đáp án Y của chúng ta là no one knows why we live longer, không ai biết tại sao mà chúng ta sống lâu hơn. Còn G của chúng ta là stopping illness before it happens, là ngăn chặn cái việc ốm trước khi mà nó xảy ra. Thế thì cái câu này là các bạn sẽ có ngay là G luôn. Bởi vì tại sao là G? Thì ở đây là cái từ stopping này của các em sẽ bằng với từ preventing. Đấy, ngăn chặn trước khi nó xảy ra. Thì đây cả whole passage này đều nói đến cái việc là sẽ cần phải ngăn chặn bằng cách nào? By prevention này, đây better prevention of illnesses. Đấy, và tổng lại là cái đoạn số 2 này là chủ yếu sẽ nói về cái biện pháp ngăn ngừa trước khi mà nó xảy ra nhá. Đấy, rồi. Ok, tiếp theo cô sẽ cho chúng ta chuyển sang 3 số 3 này. It is obvious that many factors have been involved in making our lives safer and healthier. Là rõ ràng rất là nhiều những cái nhân tố mà liên quan đến việc khiến cho cuộc sống của chúng ta an toàn hơn và khỏe mạnh hơn. This conclusion is by no means new. Nhìn chung là cái kết luận này chẳng có gì mới cả. Đấy. Cái câu này ở đây là người ta muốn lặp lại là không có gì mới cả. Nó similar giống hệt như là cách đây 2000 năm. Thì số 3 ở đây là các bạn sẽ ra được ngay đáp án. Ở đây là sẽ là đáp án A, not a new idea. Các bạn sẽ là A nhé. Keyword thì cô đã chỉ ra rồi. Okay, for a recent study has shown that there are four types of behavior which can actually increase our average life expectancy. Ở đây là một cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng có bốn kiểu hành vi mà thực sự làm gia tăng được cái tuổi thọ trung bình. Cụ thể ở đây là gì? Các em sẽ thấy đó chính là luyện tập dục này, ăn 5 khẩu phần hoa quả và rau mỗi ngày, không hút thuốc và uống rượu, uống đồ uống có cồn ở trong cái tốc độ vừa phải thôi. Thế thì các bạn sẽ ra được số 4 ở đây là B. Những cái yếu tố, những cái thứ cụ thể mà có thể giúp chúng ta sống lâu hơn, đây chính là specific luôn, có bốn cái kiểu hành vi mà giúp chúng ta có thể increase, gia tăng được tuổi thọ. Đấy, và phần đằng sau này nó chính là phần explanation, giải thích rõ nghĩa hơn. Thì chúng ta sẽ là B ở trong câu này luôn nhé. Thế còn ở đây là C và E, đây là có hai cái headings which you do not need. Bạn không cần hai cái headings còn lại. Thì hai headings này cho vào để dối mắt thôi. Ngày càng có nhiều người bị ốm thì câu này là hoàn toàn sai rồi. Bởi vì trong bài này đang muốn nói là ngày càng có nhiều người họ sống thọ hơn chứ không phải là bị ốm. Đấy, đáp án đấy là có một cái đáp án là redundant luôn, các bạn loại luôn nhé. Thế còn tiếp theo các bạn sẽ có là gì nhỉ? Còn đáp án Y là không ai biết tại sao chúng ta sống lâu hơn. Cái ý đấy nó cực kỳ nhỏ luôn nhá. Cái này trong bài này khiến cho các bạn bị hiểu nhầm á, là không ai nghĩ giải thích được chính xác cái hiện tượng là tại sao là những người phụ nữ lại sống lâu hơn nam giới, chứ không phải là không ai biết chính xác tại sao chúng ta sống lâu hơn. Đó sai, bởi vì người ta đang giải thích là vì sao chúng ta sống lâu hơn, còn người ta cái hiện tượng phenomenon tại sao mà phụ nữ sống lâu hơn nam giới á, đấy thì mới là không ai biết được chính xác là lý do tại sao lại có cái hiện tượng đó. Ok chưa nào? Rồi. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ chuyển sang số 5 này. Life expectancy is
tuổi thọ thì bây giờ như thế nào? Bây giờ các em sẽ nhìn cho cô câu này. In fact, life expectancy is higher today than it has ever been in the past. Là tuổi thọ bây giờ cao hơn so với ngày trước đã từng, tức là ở mức độ cao nhất. Đấy, đây là số 5 nhé. Các em sẽ trả ra được luôn đáp án C này, the highest it's ever been. Tiếp theo số 6 này, heart disease in adults. Là bệnh tim mạch ở người lớn thì như thế nào? Đáp án A has been rising for the last 15 years. B is as serious as cancer. C has only been monitored for 15 years. And D causes the highest number of deaths. Thì cái câu này chúng ta sẽ ra được ngay đáp án là đáp án D với các bạn. Khi các bạn đọc, các bạn cố gắng nhớ luôn cái bài đọc mình vừa đọc là gì nhá. Thì cái bệnh tim mạch ở đây là gây ra cái số lượng tử vong cao nhất. Các sẽ nhìn thấy keyword ở đây trong bài này, ở đây đó chính là gì? Heart disease, the principal causes of death. Là cái nguyên nhân tử vong chính ở trên thế giới này. Từ principal này các bạn sẽ hiểu đó chính là highest, main là nguyên nhân chính. Thì đó sẽ là đáp án B nhá. Còn cái đáp án này là hoàn toàn sai nhá. Mới được kiểm soát chỉ có 15 năm là chưa đúng. Bởi vì trong bài này là người ta muốn nói là giảm đáng kể 15 năm qua, chứ không phải là mới được kiểm soát trong 15 năm nhá. Đấy, rồi. Ok. Thế còn hai đáp án này thì không cần xem nữa rồi. Vì hai đáp án A, B này nó là quá thừa thãi. Tiếp theo số 7 này. Các bạn sẽ có ở đây từ trend, xu hướng sẽ bằng từ tendency. Số 8. Deaths from cancer, tử vong từ nguyên nhân ung thư á, thì như thế nào? Đây. Ok, các em sẽ thấy là the second principal cause of death is cancer. Đây, nguyên nhân số 2 là tử vong do ung thư. Các em sẽ chú ý cho cô, thông tin nó sẽ nằm ở trong đoạn này nhá. Tuy nhiên tử vong qua 15 năm qua từ cái căn bệnh ung thư này thì nó vẫn ổn định ở Nhật Bản và Switzerland và Thụy Sĩ. Tức là nó sẽ là remain the same bằng cái từ stabilized, ổn định ở Switzerland. Chúng ta sẽ ra được ngay đáp án là đáp án D nhá. Rồi. Thế còn đằng sau ở đây là gì nhỉ? Và nó đã giảm nhẹ ở Ý, Mỹ và Anh. Thế là nó giảm nhẹ đúng không? Đấy, nó giảm nhẹ thì tức là nó đã từng nghiêm trọng chứ không phải là từ less này nhá. Đấy, cái này nó giảm chứ không phải là hoặc là tăng hoặc là giảm. Còn đây, đáp án này là sai bởi vì nó duy trì ổn định ở Nhật Bản và Switzerland. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang số 9 này. Prevention, một ví dụ ở đây trong bài. Đáp án đây, ngăn ngừa bằng cách là uống ít rượu hơn. Đáp án C là sống cuộc sống bình dị, ít đòi hỏi đi. Đáp án C là cải thiện về chăm sóc y tế. Còn đáp án D của chúng ta là ăn hầu hết một loại đồ ăn thôi. Thì các em sẽ thấy ở thông tin ở đây là gì? Bằng cách ngăn ngừa, điều này có nghĩa là gì? Ví dụ là better food availability, là luôn luôn sẵn có những cái đồ ăn đấy, và phải đa dạng cân bằng nhá, chứ không phải là only type, không phải là một loại đồ ăn. Câu này sai luôn này đấy. Và không phải là ăn bình dị, tức là ăn hãy ăn đa dạng. Và ngăn ngừa bằng cách gì đây? Đấy, cần phải hiểu được tầm quan trọng của việc luyện tập và giảm hút thuốc, giảm tiêu thụ đồ uống có cồn, thì chúng ta sẽ ra được ngay đáp án, nó chính là đáp án đây. Tiếp theo từ incorporated, từ này của chúng ta có nghĩa bao gồm luôn nhá. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang passage 3 cho cô nè. Healthy eating in schools is celebrated, là thói quen mang lại sức khỏe ở trường. Đấy, thì có một cái ngày lễ này được tổ chức on the 11th of March, vào ngày 11 tháng 3, International School Meals Day was marked, highlighting how important it is for children to have two healthy food in order to learn. Các em sẽ có ở đây là cái ngày quốc tế này được đánh dấu, nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các bạn nhỏ để có thể tiếp cận được với đồ ăn tốt cho sức khỏe. Các em sẽ chọn đáp án là đáp án B nhé, cụm từ have access to, có nghĩa là tiếp cận đối với, để có thể học một cách đúng cách. Chúng ta sẽ ra được đáp án C, learn properly. The theme for this year, chủ điểm ngày
năm nay, đó chính là eat for the health of it, cần phải ăn thế nào để cho sức khỏe. Khuyến khích các bạn nhỏ và giáo viên talk about the role food, nói về cái vai trò mà đồ ăn đóng vai trò trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta có từ role này, thì chúng ta có là từ play an important role in, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô là từ place, tức là các bạn sẽ cần phải hiểu ở đây là nói về vai trò đồ ăn đóng vai trò. Đấy, thì sẽ là place. Đấy, như cô đã vừa nói với chúng ta là gì? Play a role in, đúng không? Đóng vai trò trong điều gì? And how it helps them to learn. Và làm thế nào giúp cho họ học bằng cách nào? Thì ở đây chúng ta đã có đầy đủ tất cả các thành phần rồi ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ là how. Nghiên cứu chỉ ra rằng đồ ăn tốt cho sức khỏe có thể giúp cho các bạn học sinh tập trung hơn. Nghiên cứu sẽ là research. ISMD was studied in 2013. Và nó được thành lập bởi quỹ từ thiện trẻ nhỏ ở Scotland. Được thành lập thì chúng ta phải là set up, đúng không? Thì chưa đúng này. Đấy, chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án đây. Run, được vận hành, được quản lý. Run ngoài nghĩa là chạy ra thì các em sẽ hiểu nó có nghĩa là quản lý nhá, vận hành. Và cái này là đã có chủ sở hữu rồi. Thì các bạn có chương trình này được hỗ trợ bởi rất nhiều các tổ chức khác khắp nơi trên thế giới, bao gồm Scottish Government, Đại sứ quán Wales và chương trình lương thực thế giới. Thì các em sẽ có ở đây là được hỗ trợ nhá, sẽ là supported. Câu này các bạn rất dễ bị nhầm về cái đáp án D là established, thì cô đã vừa chỉ ra rồi. Bởi vì ở đây đã có run, được quản lý bởi rồi, chúng ta không dùng cái từ được thành lập bởi nữa, mà phải là được hỗ trợ bởi. Tiếp theo chuyển sang số 8 này. Organizations across the world, including Colombia, Finland, Iraq and Germany. Ở đây là các tổ chức khắp nơi trên thế giới này, bao gồm chấm chấm này. Đấy. Thì đăng tải ở trên mạng xã hội, thì các em sẽ có đăng tải sẽ là posted on social media about. Về cái việc gì thì các bạn sẽ ra được ngay đáp án đây, vì đây có cấu trúc là provide something for somebody, cung cấp cái gì cho ai. Ở UK, một cái dự án được gọi là The Breakfast Club Pod sẽ bắt đầu ở 20 trường tiểu học và cấp 2, cho phép các bạn nhỏ có thể nhận được các bữa ăn miễn phí từ xe di động khi mà họ đi đến trường. Thì chúng ta sẽ có nhận được cái gì sẽ là take something for. Ok, sẽ ra được đáp án A nhé. Và nhiệm vụ của các em là các em sẽ điền vào phần cho answers nhé. Nhưng mà cô thì cô đang hướng dẫn bài chúng ta nên cô sẽ không điền vào đây nữa. Tiếp theo part 3, vocabulary and grammar, phần ngữ pháp và từ vựng nhé. Ở đây số 1 các bạn sẽ thấy đây là câu điều kiện loại 2, các bạn sẽ chọn ngay được đáp án đây. If I were you, đằng sau sẽ là wouldn't. Tiếp theo số 2 này. Số 2 dấu hiệu có từ since, thì đằng sau chúng ta sẽ chia quá khứ đơn, và quá khứ đơn thì các bạn sẽ là last one. Là 4 lần kể từ khi người tham gia chạy đạt được giải ở sự kiện vận động viên điền kinh ấy, sự kiện môn điền kinh. Ok, three, số 3 này. Cái này là về lịch trình, các bạn sẽ chọn ngay đáp án A nhá. Lịch trình, schedule, nói về timetable thì các em sẽ sử dụng là hiện tại đơn. Chuyến bay rời chính xác lúc 10 giờ vì nhưng mà tôi chắc hẳn là tôi sẽ đến sân bay ít nhất là 1 tiếng trước đó. Khi mà các bạn đi sân bay là các bạn sẽ cần phải đến sớm, đúng không? Làm các thủ tục check-in thì các bạn cần phải đến sớm, chắc là sớm ít nhất là 1 tiếng. Tiếp theo số 4 này. Jack is the only an excellent pianist but a talented singer. Thì các em sẽ đi theo cấu trúc là not only but as well nhá, không chỉ mà còn nhá, thì các bạn sẽ ra được ngay đáp án là đáp án đi. Tiếp theo số 5 này. Those women, những người phụ nữ mà những người con của họ là học sinh của tôi thì làm việc ở cái bệnh viện địa phương, thì chúng ta sẽ ra được đáp án C nhé. Câu đại từ quan hệ sử dụng tính từ sở hữu kết nối với những người con của những người phụ nữ này. Tiếp theo số 6 này. Why she?
To convince him of her innocence, he flatly refused to listen. Trong khi mà cô ấy đang đang cố gắng để thuyết phục cái sự lắng nghe của anh ấy, thì anh ấy hoàn toàn lắng nghe, hoàn toàn từ chối lắng nghe. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu là trong khi đang cố gắng, hành động đang xảy ra, hành động khác xen vào nhá, hành động đang xảy ra chưa có sự tiếp diễn. Tiếp theo số 7 này, the accident which happened this morning, tai nạn xảy ra vào sáng nay, thì đã được báo cáo tới cảnh sát. Câu này là câu về thì nhá, xảy ra vào sáng nay, được báo cáo lại, chia quá khứ bị động. Tiếp theo số 8 này, would you like some more tea? Bạn muốn uống thêm trà không? Thì tea ở đây của chúng ta là danh từ không đếm được, thì các em sẽ là but only a few. Đấy. Vâng, tôi muốn nhưng mà một ít thôi nhé. Thì không đếm được thì chúng ta sẽ là a little. Only a little. Tiếp theo số 9 này, do you know, bạn có biết là liệu rằng Bob sẽ đến cái buổi biểu diễn ngày mai hay không? Thì liệu rằng chúng ta sẽ là từ whether nhá. Whether or not, đấy, có nghĩa là liệu rằng hay không. Tiếp theo số 10 này, vị trí ở đây cần điền, khi mà trước dấu phẩy thì các bạn sẽ cần điền vị trí đó là một adverb, một trạng từ. Thật đáng chú ý, thật quá là ngạc nhiên, không có sự gia tăng về vé xe buýt kể từ năm ngoái, thì chúng ta sẽ ra được đáp án C luôn. Surprisingly enough, có nghĩa là thật đáng ngạc nhiên. Tiếp theo chuyển sang 11 này, a true friend is someone you can always trust and rely on. Một tình bạn đích thực là một người bạn đích thực là người mà bạn có thể tin tưởng và dựa vào. Tiếp theo chuyển sang cho cô số 12 này, nếu mà sản xuất không gia tăng thì nhà máy sẽ đóng cửa. Chọn C nhá, production. Tiếp theo chuyển sang 13 này, Hugo has been in a bad mood, ở trong tâm trạng không tốt kể từ khi mà anh ấy chia tay với Mary. Thì các em sẽ có tâm trạng không tốt là in a bad mood. Tiếp theo chuyển sang 14 này, 14 chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B nhé. Cụm từ của chúng ta là starve to death. Starve to death có nghĩa là đói đến chết. Đã đến lúc có cái gì được làm, cần phải có cái gì được làm cho hàng triệu các bạn nhỏ, các bạn đang đói khát. Các em sẽ tự nốt lại những cái cấu trúc mà cô vừa đọc cho mọi người nhé. Starve to death có nghĩa là đói đến chết. Tiếp theo chuyển sang 15 này, I wish I could go abroad, but my passport has expired. Các bạn sẽ chọn được đáp án là đáp án đây. Tôi ước là tôi có thể đi ra nước ngoài nhưng mà hộ chiếu của tôi hết hạn. Đấy, thì hết hạn thì chúng ta sẽ hiểu nó là dạng chủ động, thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án là A. Thế còn các bạn không thể chọn đáp án B và D được, bởi vì B và D là các bạn sẽ phải sử dụng dạng bị động á, là đã bị mất cắp á, hoặc là đã bị cướp. Còn run out của chúng ta là sẽ đi liên quan đến cái từ use up, mang nghĩa là sử dụng cạn kiệt. Tiếp theo chuyển sang số 16, câu này là một câu vo kép rất là rõ ràng luôn. Dave là còn sống sau vụ tai nạn, nhưng mà xe ô tô của anh ấy thì bị hỏng đối với đồ đạc và thiết bị chúng ta sẽ dùng cho cô là từ damaged. Còn từ injured là bị thương đối với người nhá. Còn từ spoiled này có nghĩa là làm hư hỏng một đứa trẻ đó, thì các bạn sẽ dùng là từ spoiled đó. Hoặc có nghĩa là bị hỏng về đồ ăn. Thế còn từ distracted có nghĩa là bị sao nhãng. Tiếp theo chuyển sang 17 này, that green jacket is what they've been looking for, how much is this? Cái áo jacket màu xanh này thì nó đúng thực sự là cái mà tôi đang muốn tìm đấy, thì chúng ta sẽ là exactly what I've been looking for. Tiếp theo chuyển sang 18 cho cô này, Daniel is very depressed as he has been at work since the factory closed. Ở đây là Daniel thì đã bị suy sụp kể từ khi mà anh ấy bị thất nghiệp bởi vì nhà máy đóng cửa. Bởi vì cho đến bây giờ anh ấy bị thất nghiệp kể từ khi nhà máy đóng cửa. Thế thì các bạn sẽ có từ out of work của chúng ta sẽ được hiểu là từ unemployed nhá, có nghĩa là thất nghiệp này. Còn out of order là đối với vật nhá, có nghĩa là hỏng hóc. Out of bounds có nghĩa là vượt quá giới hạn. Còn out of date là có nghĩa là outdated, có nghĩa là bị lỗi thời hoặc là bị hết hạn. Tiếp theo chuyển sang 19 cho cô này, the police didn't arrest him because they had no proof that he was involved in the crime. Là cảnh sát không bắt anh ta bởi vì họ không có bằng chứng nào anh ta liên quan tới vụ án. Thì không có bằng chứng, các anh sẽ là had no proof that. Tiếp theo sang 20 này,
You must have confidence in your abilities if you want to do this job well. Bạn cần phải tự tin về năng lực của bạn nếu mà bạn muốn làm cái công việc này. Thì cấu trúc tự tin là have confidence in, là tự tin trong điều gì nhá, được chưa nào? Rồi, thế còn qualifications là trình độ chuyên môn này, hoặc là bằng cấp nói chung. Satisfaction là mức độ hài lòng. Efficiency là sự hiệu quả. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang về phần part 4, error identification, là về phần tìm lỗi sai này. Số 1. Số 1 này các bạn sẽ ra được ngay đáp án cho cô là đáp án A luôn nhá. Câu này là câu đại từ quan hệ. Các em sẽ thấy là gì? Ở cái tốc độ mà một cái con động vật ấy nó bị mất nhiệt ở cái tốc độ nào thì chúng ta sẽ hiểu là câu này là câu phức, và các bạn sẽ thấy là thiếu là at the rate, đúng không? Ở cái tốc độ đó. Và bây giờ khi mà chúng ta cho lên trước ấy, đấy, thì chúng ta không thể sử dụng mỗi which được, mà các bạn sẽ phải sửa lại cho cô là at which thì mới đúng là cái câu đại từ quan hệ. Phụ thuộc vào cái sự kết nối giữa kích cỡ cơ thể và bề mặt cơ thể. Tiếp theo số 2 này. The solution to these problems is eating little but often, which explains why small animals often. À, chúng ta sẽ ra được ngay đáp án đi, bởi vì animals ở đây là số nhiều thì động từ ở đây phải dạng nguyên dạng. Lead somebody's life có nghĩa là sống theo một cái lối sống nào nhá. Thì bây giờ câu này ở đây là giải pháp cho vấn đề này là ăn ít. À, nhưng thông thường giải thích là tại sao những cái loài động vật nhỏ ấy thì nó lại luôn luôn sống theo một cái lối sống bận rộn. Thì các em sẽ chọn đáp án đi. Tiếp theo số 3 này. Without math mà không có môn toán thì mọi người sẽ bị ngớ ngẩn trong cái việc lựa chọn tệ hơn giữa hai phương án. Thì câu này chúng ta sẽ có một cái cấu trúc rất là rõ ràng. Các em sẽ có là the so sánh hơn cộng với of the two nhá. Đối với khi mà chúng ta có hai lựa chọn và đối với hai đối tượng chúng ta không được phép sử dụng so sánh nhất, mà các bạn sẽ chỉ được sử dụng so sánh hơn thôi. Nên là kể cả có mạng từ the, các bạn vẫn sẽ sử dụng là the worst of the two options, hoặc là of two options. Có the cũng được mà không có cũng được. Thế thì các em sẽ ra được ở đây phải là so sánh hơn nhá, đối với hai đối tượng, kể cả có mạng từ the, mà phải có mạng từ the thì mới đúng ở trong trường hợp này, bởi vì đây là cấu trúc the so sánh hơn cộng với of cộng với hai đối tượng. Tiếp theo chuyển sang số 4 này. Số 4 ở đây của các bạn thì các bạn sẽ ra đáp án gì? Chọn ngay đáp án B nhá. Kiến thức ở đây là help somebody verb thì các bạn sẽ là remember. Giúp ai làm gì? Khi mà nhiều năm trôi qua thì nhật ký sẽ giúp cho bạn ghi nhớ những cái khoảnh khắc tuyệt vời và nhìn lại được những cái sự thay đổi lâu dài về bản chất. Tiếp theo, số 5. Số 5 câu này là một lỗi sai về confusing words. Về tính từ ở đây các em không thể sử dụng là adapting là đang thích nghi, mà các em sử dụng tính từ cho cô là adaptive thì sẽ được hiểu như từ flexible á, có nghĩa là linh hoạt. Dinosaurs là khủng long thì đã cai trị hành tinh của chúng ta rất lâu rồi và chúng rất linh hoạt. Thì các bạn nhớ cho cô là for such a long time, không phải lúc nào các bạn cũng sử dụng hiện tại hoàn thành nhá, mà để nói đến một điều kết thúc rồi và đã tuyệt chủng rồi á thì các bạn sử dụng quá khứ. Ở đây là từ rude, ở đây hoàn toàn chính xác, không có gì sai cả. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần part 5, word formation, từ loại này. Từ loại trong câu này các bạn có noise is bad for us, tiếng ồn thì không tốt cho chúng ta. Chúng ta có một cái dạng là noise pollution, là ô nhiễm tiếng ồn ấy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có luôn nhá. Đây, cô sẽ cho chúng ta làm luôn ở trên này luôn này. Từ act của chúng ta có nghĩa là hành động. Nhưng mà ở đây, câu này của chúng ta là gì? Bạn có biết rằng thậm chí khi cả đang ngủ, cơ thể của chúng ta cũng phản ứng với tiếng ồn không? Thì phản ứng ở đây thì chúng ta sẽ là react nhá. React mới là phản ứng. Rồi, react động từ. Tiếng ồn gây ra cái mức độ gây ra hormone stress căng thẳng như là adrenaline. Từ hồi tổ tiên của chúng ta, những cái người mà cần luôn luôn tỉnh táo ấy, đấy, thì có thể đã ảnh hưởng đến họ. Thậm chí khi họ đang ngủ để mà họ có thể tỉnh giấc
và thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm. Thì nguy hiểm ở đây, danger, danh từ cây biến thành dangerous, nguy hiểm. Tiếp theo các bạn sẽ có ở đây là từ threaten, đe dọa, động từ. Rồi số 4 ở đây đang nói đến điều tiêu cực. Thì các em sẽ hiểu khi mà có một dấu phẩy như thế này, đứng trước sẽ là trạng từ thì sẽ là unfortunately, thật không may mắn. Cái việc sản xuất tạo ra hormone stress liên tục thì gây ra number of, sẽ đi với danh từ số nhiều nhá. Thì chúng ta có ở đây vị trí sau tính từ sẽ là danh từ illnesses, gây rất nhiều các cái căn bệnh nghiêm trọng, cái việc ốm yếu nghiêm trọng. Heart attacks là về đau tim. Đột quỵ, strokes và huyết áp cao, huyết áp sẽ là pressure. Tiếp tục này, chúng ta sẽ có số 7 nhé. Studies ở đây là nghiên cứu, theo các cái nghiên cứu khoa học gần đây thì science này chuyển thành tính từ sẽ là scientific. Đấy, theo các nghiên cứu khoa học thì bạn không thể quay được với tiếng ồn đâu, thậm chí nếu mà bạn không nhận ra thì nó cũng ảnh hưởng tới cả. Đây chúng ta thấy ở đây là affect là động từ, thì psychologically đây là trạng từ, thì các bạn có từ physical này các bạn cũng sẽ chuyển thành trạng từ là physically. Đấy là về mặt thân thể, cơ thể của chúng ta lẫn tâm lý, tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến cả hai yếu tố đó. So whether it's heavy traffic, car alarms or inconsiderate neighbors. Vì vậy liệu rằng giao thông có quá là dày đặc, những cái sự cảnh báo về phương tiện này, và những cái người hàng xóm, hàng xóm là theo kiểu thiếu cái sự chu đáo ấy, hàng xóm vô ý thức đó. Thì chúng ta sẽ có ở đây từ consider của chúng ta có nghĩa là cân nhắc xem xét, và tính từ của chúng ta là considerate có nghĩa là chu đáo, và inconsiderate thì mọi người hiểu có nghĩa là vô ý thức. Vô ý thức, thiếu chu đáo. Đấy, watch out, coi chừng họ đấy. Noise can be very harmful. Đấy, tiếng ồn có vẻ, có lẽ là nó cực kỳ là gây hại đấy. Ok, thì đấy là về phần word formation nhá. Bây giờ cô sẽ cho chúng ta chuyển sang về phần keyword transformation. Cái phần này chúng ta sẽ viết lại sao cho nghĩa không đồng. Đây, các em sẽ có ở đây là gì? Không có kế hoạch làm gì. Thì các em sẽ là has no intention to. Có nghĩa là không có ý định làm gì. Đấy là số 1 nhá. Số 2 này, ought to chúng ta được viết lại bởi had better verb. Đấy, có nghĩa là nên làm gì. Had better tell Martin. Rồi, tiếp theo số 3 này, Paul finds it difficult to look for a suitable job. Là Paul cảm thấy rất là khó để tìm một cái công việc phù hợp. Thì cấu trúc của chúng ta là has difficulty in verbing nhá, cảm thấy khó trong việc làm gì. Các bạn sẽ tự nốt lại công thức nhá, bởi vì cô mà nốt lại công thức thì rất là lâu. Các em sẽ tự nốt lại công thức đi. Nào, tiếp theo chuyển sang số 4 này. The kids continued to play tennis despite the fact that it was raining. Ở đây chúng ta được học là từ continued của chúng ta. Tiếp tục làm gì thì sẽ bằng với từ carry on verbing. Đấy, có nghĩa là tiếp tục. Thì bây giờ là những đứa trẻ carried on playing tennis. Mặc dù trời đang mưa. Tiếp theo số 4 này. Số 4 chúng ta sẽ có từ thought up sẽ bằng với từ came up with. Mặc dù Henry nghĩ ra ý tưởng nhưng mà anh ấy không được nhận tiền từ điều đó. Thì các em sẽ có ở đây là Henry came up with the plan, kế hoạch. Tiếp theo số 6 này, it was such a high shelf that the little girl couldn't reach it. Ở đây là một cái giá sách quá cao đến nỗi là một em bé nhỏ
của một em bé nhỏ này không thể với được, thì cái giá này nó không đủ thấp để cho em ấy với, đúng không? Thì cấu trúc của chúng ta là to be cộng với tính từ rồi đi với enough to verb. Đấy, đủ không đủ làm gì? Wasn't low enough. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang số 7 nhá. They will work this weekend, but only if they pay you pay them extra. Họ sẽ làm việc cuối tuần này nhưng chỉ nếu mà bạn trả thêm tiền. Đó, thì bây giờ là cuối tuần này họ dùng từ unless ở đây là nếu không, thì tức là họ sẽ không làm việc nếu mà bạn không trả tiền cho họ. Đấy, thì nếu mà họ không được trả tiền thêm thì bây giờ các bạn sẽ có ở đây là họ sẽ không làm. They won't work unless they, nếu mà họ không được trả thêm tiền. Tiếp theo số 8 này. You can choose margarine instead of butter in this recipe. Bạn có thể sử dụng bơ thực vật thay vì butter cho cái món ăn này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có ở đây là được sử dụng. Sử dụng tạm bị động, can be used. Thay thế cho. Từ instead of bằng in place of nhé, có nghĩa là thay thế cho này. Tiếp theo số 9 cho cô này. People say he is the richest man in the region. Mọi người nói rằng anh ấy là người đàn ông giàu nhất ở khu vực này. Thì anh ấy được cho rằng he is said to be the. Cái này là câu bị động dạng đặc biệt loại 2 nhá. Chủ ngữ 2 cộng to be cộng phân từ 2 của động từ 1 là từ say biến thành said. Sau đấy các bạn sẽ đi với to verb là to be. Tiếp theo số 10 này. He will probably be late for school tomorrow. Anh ấy có lẽ là sẽ đến muộn ở trường. Thì không có khả năng anh ấy đến đúng giờ. Thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên cái dạng tương lai ở đây là will be, và cấu trúc ở đây là will be unlikely to be on time. Không có khả năng anh ấy đến đúng giờ vào ngày mai. Đấy, thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong 100 câu của đề phổ thông năng khiếu. Nếu mà tính ra điểm thì mỗi câu, mỗi từ sẽ được bao nhiêu điểm đấy? Cũng không hẳn, cũng không phải theo thứ tự đấy đâu. Các bạn sẽ có là gì? Tổng là có 100 điểm. Và sẽ tính theo đúng thang điểm nhá. Ví dụ ở đây này, ở phần word formation này là các bạn sẽ có ở đây là 0,2. 0,2 điểm một câu mọi người ạ. Word formation là chiếm nhiều điểm hơn. Còn về phần error identification là về tìm lỗi sai là chiếm mỗi câu 0,1 điểm. Multiple choice mỗi câu 0,1 điểm. Cái này 30 câu cũng mỗi câu 0,1 điểm. Thế là tổng là 80 câu ấy chứ nhỉ? Tổng 80 câu ấy chứ. Hai phần cuối này là mỗi phần 20 điểm. 80 câu. Ok nhá, thế là cô sẽ cho chúng ta dừng ở đây. Đó. Và các bạn, nếu mà các bạn có vấn đề gì các bạn không hiểu á, đấy, thì các bạn có thể comment xuống phía dưới nhá. Đấy, để nhận được giải đáp từ cô. Đó. Khi mà cô chữa đề là cô sẽ chữa nhanh hơn một chút. Và các bạn, khi mà các bạn muốn học tốt, muốn học chăm chỉ chẳng hạn, đấy, thì các em có thể comment trên những cái cụm từ mà mình đã học được nhá. Đấy, để có động lực hơn cho các buổi học sau. Còn như các bạn đã thấy là cô có up các video ở trên kênh YouTube Tiếng Anh Thu Anh, đúng không nhỉ? Đấy, thì các bạn có thể follow kênh YouTube của cô nhá. Các bạn subscribe kênh YouTube của cô. Và các bạn nào mà các bạn muốn đăng ký khóa học online lẫn offline thì các bạn hãy inbox về fanpage nhá để nhận được tư vấn. Còn bây giờ thì bye bye các em. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo chủ đề của cô. Bye bye mọi người.